cả game thủ yêu quý đã quay trở lại với trải nghiệm game của gamehub.vn. Và hôm nay hãy để chơi một tựa game MOBA. Bạn nào thích game MOBA chắc có thể sẽ thích game này, hy vọng thế. Game này tên là Aria Master. Đây, màn hình chính game này rất là đẹp, rất là xinh, út chạ, nặc nưỡi. Về bên tay trái là các nhiệm vụ nè, nhiệm vụ ngày một tuần nè, nhiệm vụ event nè. Đó, đây là thành tựu nè, cái ngay phía dưới đó. Nghĩa là bạn tham gia nhiệm vụ gì thì các bạn sẽ nhận được quà của nhiệm vụ đó. Nhưng mọi trò khác thôi, chúng mình sẽ có quà. Ngoan mới được quà. Đó, mình đã nhận được cái gì đây, thì mình không biết. Ok. Ok. Ra ngoài. Các bạn thấy ngay phía bên dưới màn hình bên trái thì là sẽ có các tướng của mình. Mình có 3 tướng. Ui, học trưởng đẹp trai giờ. Gear Codex. Đây là shop. Cho thay súng đi, súng này có vẻ hiện hơn mà. Phải nhầm, kiếm. Equip. Đấy. Equip em. Ok. Skin của học trưởng nè, level up nè, Mr. Border nè. Ô, cancel đi, nhiều tiền quá. Rồi, ok. Thôi bỏ đi. Bỏ. Đây mình có 3 tướng rồi, đây con gấu này và chị bạn mà bạn này giống Miku Hatsune. Rồi, ok. Mình sẽ đây, cách xếp team của bạn nữa, mình có 3 bạn nè. Yo, ok. Ra ngoài và bây giờ mình sẽ phía bên tay trái này có challenge này và phần play này, nghĩa là bạn chơi với người chơi khác. Mình chơi vào đấy nha. Start battle. Enter. Team deathmatch. Cái gì? Đây là gì? Môn toán chết chóc á. Mình là một người sợ toán các bạn ạ. Kể cho các bạn nghe nhá, năm đó thi đại học mình gần được 2 điểm, mình phải vỗ tay an ủi bản thân mình. Ôi, nó trận nào. Rằng là mình là một người học thật là giỏi. Nghĩa là mình làm câu nào mình đúng câu đó. Mình sẽ đi theo số đông, mình không chạy lung ta lung tung đâu. Có đập nhau thôi á. Có kỳ vậy? Ôi, quần này. Mình chơi MOBA cực kỳ cùi luôn các bạn ạ. May là cái này không có trụ. Các bạn biết không, những cái mà có trụ á, mình luôn luôn là đâm đầu vào trụ chết. Nhưng mà là em đứng ở xa bắn trụ đi, em đứng ở xa sao bắn trụ được. Đứng vào trụ nhà mình sao bắn được. Hey. Ôi chết rồi, ở đây mà mình solo ạ. Cái này rất giống game, mấy cái game kiếm hiệp. Nhưng mà nó là MOBA. Game chính thở. Mình không biết chiến thuật cho lắm, mình không giỏi chiến thuật cho lắm. Mình chết hơi nhiều rồi. Nhưng đội mình đội thua sao? Đúng rồi, đội mình đội thua đấy. Mình sẽ không gây cản trở ấy nữa. Mình bắn bên ngoài thôi. Tỉa, đúng rồi, tỉa vào. Mình chuyên ra kiểu bên ngoài tỉa vào. Chứ để mà nói là bắn thật luôn, chúng nó không có. Chúng nó bắn mạnh mà. Trời ơi. Bay ra ngoài đây em, đừng vô đấy nữa. Trời, thằng này, đó. Ui, đội mình lại hơn thắng rồi. Thằng này là hồi máu đây. Đấy là skin đặc biệt. Mình... skin đặc biệt mình lại ấn vào đây. Ôi, mình ngu vãi. Thề luôn, thề tôi ghét chơi về game MOBA. Bởi vì các ông kiểu gì cũng bảo là tôi chơi quả gà. Đấy chưa? Mình luôn luôn khiến cho đội người khác thắng. Mình kiểu là một trong những thành phần khiến cho đội khác thắng. Mình chửi nhỉ. Thôi rồi, thua rồi. Definitely chest. Ok, hơi buồn chút không sao, kiến chất này. mà cũng thêm level up thôi, không cái gì. Game này của nhà sản xuất Nexon. Xem nào. Rồi. Đây có friendly, mình có thể chơi đấu với friend này, mình có thể practice là tập luyện battle này, các challenge này, mình sẽ chơi cho bạn thử xem một cái mission nha. Skip độ Sky Garden Sweep, chả biết đọc nào. Khu vườn trên mây. Đây là màn khu vườn trên mây. Dạ rồi ạ, em biết rồi ạ. Chị tí to à. Start battle. Hay chìa khóa. You can read up to Paris Inter của Quick Slot. I don't know. Ok, bỏ đi. Xem nào. Start tổ mission. Mình đi đâu? À đây đi mình này. Hey, cô em xin thưa nha, em ở đâu, em tên là gì? Mình thích đánh quái, em không thích đánh người, người khôn quá. Mình phải chọn cái nào mà nó không giỏi của mình ấy, hiểu không? Icha. Ok. Đi sang bên này. Mình có thể đổi sang con gấu nha, ở ngay phía bên trên các chỗ skin ấy. Để bắn. Ôi. Mình nên chọn con gấu ngay từ đầu. Giant Magic Alien. Ok. Skin đặc biệt, cố lên, hay ya. Thắng ơi. Đã xong mission. Victory. Tan taran. 3 sao. Đó. Mình đã chơi thử một số tính năng cơ bản của game Arena Master. Bạn nào mà muốn trải nghiệm game này thì có tải ở ngay đường link phía dưới clip này. Các bạn đừng quên theo dõi các số trải nghiệm tiếp theo của Gamehub để gặp được thêm nhiều tựa game hấp dẫn hơn nhé. Bây giờ thì xin chào em lại.